Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hà Nội đẹp và chơi đẹp rất vui mừng khi nhiều thông tin khán giả gửi về cho chương trình sau khi được phát sóng đã được các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại nghiêm túc tiếp thu và sửa chữa. Chẳng hạn như cách đây gần một tuần, chúng tôi đã đề cập tới tình trạng phế thải sinh hoạt bị đổ tràn lan ngay trước dự án xây dựng khu sinh hoạt văn hóa thể thao trong khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông. Đến nay, tình trạng đã đổi khác. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Ủy ban Nhân dân phường Phúc La đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Đông tổ chức thu dọn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu phố. Tuy nhiên, đây đã là lần thứ ba Ủy ban Nhân dân phường Phúc La phải tổ chức việc thu dọn này với chi phí tốn kém. Để tình trạng đổ rác bừa bãi không còn tái diễn, nâng cao ý thức người dân, chính quyền địa phương cùng lực lượng cảnh sát môi trường cũng cần phải tích cực có sự phối hợp tuần tra, giám sát chặt chẽ, nhắc nhở người dân và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, cũng như những dự án treo này phải được khởi động lại. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân phát hiện xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, nhưng trên thực tế, hoạt động này vẫn diễn ra công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Do chế tài xử lý chưa nghiêm hay do có sự làm ngơ, bật đèn xanh của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh. Chứng kiến những hình ảnh sau đây, hẳn chúng ta buộc phải suy nghĩ như vậy. Kể từ sau khi bến xe dù đón khách trước cửa tòa nhà Thăng Long No. 1 bị lực lượng chức năng giải tỏa, ngay lập tức một bến cóc khác có quy mô lớn hơn, được tổ chức bài bản hơn mọc lên cách đó chưa đầy 500 mét. Ở phía đường gom đầu đại lộ Thăng Long, đối diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Lợi dụng đây là đoạn tường rào của một dự án lớn, các nhà xe Anh Huy Đất Cảng, Thái Đăng Long, nhà xe có cái tên rất lạ Oho và nhiều doanh nghiệp vận tải khác đã biến nơi đây làm điểm trung chuyển đón trả khách cùng hàng hóa đi Hải Phòng và một số địa phương khác như Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thái Nguyên. Bãi xe này hoạt động công khai tất cả các ngày trong tuần và được tổ chức khá bài bản, quy củ với nhân viên mặc đồng phục điều hành. Ngoài ra, còn một số đối tượng bảo kê chuyên làm nhiệm vụ theo dõi, ngăn cản những ai có ý định quan sát, cản trở hoạt động của bến xe. Được biết, tùy từng thời điểm trong ngày, cứ 25 đến 40 phút lại có một chuyến xe Anh Huy Đất Cảng, xe Oho hoặc các xe khác xuất bến tại bến xe Yên Nghĩa. Hầu hết các xe xuất bến đều trong tình trạng rỗng không hoặc chỉ có vài khách trên xe. Chạy như rùa bò trên quốc lộ 6 hướng về ngã ba Ba La, các xe này chủ yếu nhặt khách dọc đường. Đầu tiên là đón trả khách tại một điểm dừng chờ xe buýt cách ngã ba Ba La cũng như bốt gác của đội cảnh sát giao thông số 7 chừng 300 m. Sau đó, những chiếc xe khác kênh càng tiếp tục di chuyển chậm rãi trên tuyến đường Quang Trung, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông qua thiên đường Bảo Sơn, đi theo đường gom đại lộ Thăng Long, qua bến xe cóc ở khu vực bãi rác Mễ Trì cũ như chúng tôi đã nêu ở trên. Đến lúc nào, xe cơ bản đã đông đủ người và hàng hóa, bắt đầu di chuyển lên đường vành đai 3 trên cao. Theo hành khách cho biết, họ bắt xe ở đây cho tiện, đỡ hẳn một quãng đường hơn 10 km đi vào bến xe Yên Nghĩa. Bản thân các nhà xe khi bán vé qua điện thoại hoặc trên Facebook đều thông tin cụ thể, chi tiết về những điểm đón khách trên tuyến. Đây là một ví dụ. Còn vé xe thì sao? Không cần vội vàng, xe cứ chạy được ổn định khoảng 10 km thì nhân viên nhà xe sẽ thu vé từng người, tùy quãng đường xa hay gần mà định giá. Nhiều lần trong vai hành khách đi xe, một điều lạ chúng tôi nhận thấy là các xe khách này di chuyển chậm, đón khách công khai tại một số địa điểm cố định như thế mà không hề bị cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải xử lý. Bến xe cóc hoạt động chỉ cách nút giao thông Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến chưa đầy 500 m. Lúc nào cũng có cảnh sát giao thông ứng trực, phân luồng. Phải chăng họ không hề hay biết gì? Hay đã có một sự bắt tay, thỏa thuận ngầm giữa các nhà xe với lực lượng chức năng? Còn ở khu vực bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, hàng đoàn xe xuất bến tiếp tục đi chậm, vòng vo đón trả khách trên đường Phạm Hùng. Được biết, đối diện bến xe Mỹ Đình là hàng loạt các quán cà phê mọc ra với nhiệm vụ đón khách, thu gom các khách không muốn mất công vào bến mua vé. Theo nhiều hành khách cho biết, từ bến xe Mỹ Đình ra đến đầu cầu Thăng Long cách đó hơn 10 km. Những chiếc xe này thường di chuyển chậm, dừng đỗ đợi khách trong ít nhất là một tiếng trước khi lên cầu ra khỏi thành phố. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ kéo dài và chắc hẳn hoạt động của xe dù, bến cóc sẽ còn tấp nập, náo nhiệt hơn bình thường.
Chúng tôi sẽ còn tiếp tục bám sát phản ánh vấn đề này, đồng thời rất mong nhận được thêm nhiều thông tin từ quý vị khán giả thông qua số điện thoại 043 8355 797 hoặc fanpage Hà Nội Đẹp và Chơi Đẹp. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ 19:45 ngày mai.